ta già sườn cho họ xem. Các môn đồ mừng rỡ vô cùng khi nhìn thấy Chúa. Chúa Giêsu lại nói với họ: Bình an cho các ngươi. Như Cha đã sai ta thì ta cũng sai các ngươi. Người hà hơi lên họ: Tâm tư hoang mang, cuộc đời này như đã lỡ làng. Vỡ giấc mộng vàng, ngày thầy sáng bên cõi biệt ly. Nếu các ngươi tha tội ai, con ơi hãy chi, bởi vì ta nay nếu đã không tha sống cho họ, lại nhìn kỹ thì họ không được mai mà cành sườn đôi tay quen này. Bình an cho anh em, bình an cho anh em. Một trong 12 môn đồ là Tô-ma, còn gọi là Sùng Sanh, không có mặt để hỏi Đức Chúa Giêsu lên. Tin mừng cho muôn dân. Các môn đồ khác nói với ông: Không được thấy dấu đinh trên tay Ngài, không đặt được ngón tay lên chỗ có dấu đinh và lên cạnh sườn Ngài, thì tôi sẽ không tin. Cho ai không thấy mà tin. Một tuần sau, các môn đồ lại họp nhau ở trong nhà. Tô-ma cũng có mặt. Cửa đã được khóa lại, nhưng Chúa Giêsu hiện ra, đứng chính giữa họ. Chẳng vội tin là Chúa phục sinh. Bình an cho các ngươi. Khi xem dấu đinh, nhìn bàn tay hay vết bên sườn, rồi hãy đưa tay chạm vào sườn ta. Lòng vỡ tan ra, mà thần phục tin đây là thầy. Đừng nghi ngờ nữa và hãy đứng. Lạy Chúa. Bình an cho Chúa trời anh em. Bình an cho anh em. Ra đi loan tin mừng cho muôn dân. Bình an cho anh em. Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ khác, nhưng chúng không được nhắc lại trong sách này. Những việc này được nhắc lại để mọi người tin rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, và thông qua đức tin nơi Ngài, mọi người được sự sống. Sau chuyện này, Chúa Giêsu xuất hiện một lần nữa trước các môn đồ tại hồ Tiberia. Chuyện nó xảy ra như vậy: Simon Phêrô, Tô-ma còn gọi Sông Sanh, Nathanael, người từ Cana ở Galilê, con trai của Cebê-đê, và hai môn đồ khác của Chúa Giêsu đang ở cùng. Simon Phêrô nói với những người khác: Tôi đi đánh cá. Họ nói: Để chúng tôi đi cùng. Và họ lên thuyền, nhưng suốt đêm đó họ chẳng bắt được gì. Cố gắng thật nhiều mà lòng tin non yếu Ngài ơi. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Chúa Giêsu đứng ở trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Ngài. Này anh, có bắt được gì hay không? Chẳng có gì. Hãy thả lưới xuống phía bên phải thuyền đi, các anh sẽ bắt được. Bình an cho anh em, bình an cho anh em. Hãy nhận lấy thánh thần, nhưng không thể kéo đi. Con tin mừng cho muôn dân, vì trong lưới có quá nhiều cá. Bình an cho anh em, bình an cho anh em. Đây thầy đã sống lại. Giêsu thương yêu nói cho Phêrô: Cho ai không thấy mà tin. Phêrô nghe câu đó là Chúa, liền lấy áo choàng khoác lên mình, vì lúc đó ông đang ở trong
trần, rồi nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem một thuyền nhỏ đến phụ kéo một vẻ lưới đầy cá. Vì họ không cách bờ bao xa, chỉ khoảng 90 mét. Khi họ lên bờ, họ thấy có một đống than đang cháy cùng với cá đang nướng và bánh mì. Mang ít cá mới bắt được lại đi. Simon Ferrer lên thuyền và kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Dù cá nhiều như vậy, thế nhưng lưới vẫn không rách. Lại đi và ăn đi. Không môn đồ nào dám hỏi ngài là ai, vì họ đều biết rằng đây là Chúa. Và Chúa Giê-xu đến lấy bánh và trao cho họ, và cả cá nữa. Đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.